Bước đột phá trong công nghệ chăm sóc răng miệng nay đã xuất hiện tại Việt Nam. Bàn chải đánh răng điện mắc 555. Đầu bàn chải rung ở tốc độ cao, đánh tan màng bám, loại trừ cao răng ở nơi bàn chải thông thường không thể làm được. Dưới công nghệ nano, đầu bàn chải siêu mềm, bảo vệ men răng không gây chảy máu răng lợi. Đầu bàn chải được thay thế dễ dàng, có lựa chọn thích hợp cho cả người lớn và trẻ em. Mắc Kè, đồng hành cùng sức khỏe bạn.